Quang Minh và Hồng Đào cùng làm chung một việc sau 5 năm ly hôn, khán giả chúc mừng. Sau 5 năm kể từ khi ly hôn, Quang Minh và Hồng Đào khiến nhiều khán giả bất ngờ, thích thú khi cùng làm chung việc này. Quang Minh và Hồng Đào từng là cặp vợ chồng nghệ sĩ khiến nhiều người yêu mến vì tài năng diễn xuất cũng như hôn nhân bền chặt hơn 20 năm. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, cả hai đã tuyên bố ly hôn và khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng xem lẫn tiếc nuối. Từ khi đừng ai nấy đi đến nay, cả hai hiếm hoi nhắc về nhau trên mạng xã hội nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với hai con gái. Mới đây, nhiều khán giả thích thú khi phát hiện Quang Minh và Hồng Đào cùng làm chung một việc, đó là đăng ảnh cùng con gái Úc Nhân Diệp con tròn 22 tuổi. Nghệ sĩ Quang Minh khoe ảnh con gái tốt nghiệp đại học cũng như nhắn nhủ lời yêu thương đến con, hôm nay ngày 13 tháng 7 là sinh nhật của tí tẹo đèo cô chú. Ba rất tự hào về sự trưởng thành của con, ba luôn cầu mong con gái của ba lúc nào cũng khỏe mạnh và ngoan như ngày nào. Dù thế nào đi nữa ba vẫn nhớ và yêu con rất nhiều nghệ sĩ quang minh khoe ảnh con gái úc tốt nghiệp đại học và gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con trong khi đó nghệ sĩ hồng đào đăng ảnh chụp cùng con gái úc kèm dòng chia sẻ happy birthday to sophia tí tẹo rom mom a beauty phun cung mừng hulapp kêu ung con ti Onali, tạm dịch chúc mừng sinh nhật sophia từ mẹ một người phụ nữ xinh đẹp yêu con phu điều kiện nghệ sĩ hồng đào đăng ảnh chụp cùng con gái úc kèm lời chúc mừng sinh nhật của con bên dưới bài đăng của quang minh và hồng đào nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc mừng sinh nhật con gái Úc của cả hai. Đồng thời, có những bình luận khen ngợi con gái Úc của Quang Minh và Hồng Đào ngày càng xinh đẹp, giỏi giang. Theo chia sẻ của Hồng Đào, vài tháng trước con gái Úc đã tốt nghiệp đại học. Nữ nghệ sĩ từng cho biết, Sophia có tính cách nhu mì, trái ngược với chị hai có phần cá tính hơn. Về nghệ sĩ Quang Minh, sau khi ly hôn Hồng Đào, hiện anh vẫn sống độc thân và dành nhiều thời gian cho nghệ thuật. Nam nghệ sĩ cho biết, anh vẫn còn cập nhật quan tâm đến cuộc sống hiện tại của vợ cũ cũng như cảm thấy vui khi biết đối phương đang có công việc suôn sẻ tôi nhớ ngày xưa vui lắm hồng đào chiều tôi nên đi shop bên suốt có cả hai đứa nhỏ nhưng hồng đào chỉ ngồi chơi với hai con rồi để tôi đi mua sắm các kiểu tôi mới là người thích mua sắm còn hồng đào lại không chỉ thích ngồi thôi nam diễn viên nhắc lại một trong những điều khiến nam nghệ sĩ nhớ và tiếc nuối sau khi ly hôn là những bữa cơm do vợ cũ nấu sau khi trải qua nhiều thăng trầm quang minh ở thời điểm này rất thích và trân trọng những bữa cơm gia đình Ông bà ta từng nói, cái gì có thì không biết quý trọng, mất đi rồi mới biết quý. Hồi đó tôi ở nhà ăn cơm nhà vợ nấu hoài nên ngán, nhiều khi còn bực bội rồi order đồ ăn ngoài, đến giờ mới thấy tiếc những bữa cơm nhà. Giờ tôi lớn tuổi rồi, ngoài giờ đi làm ra chỉ ở nhà nên thèm bữa cơm gia đình, thèm không khí của bữa cơm có các thành viên trong gia đình, nào là các kho tộ, canh chua. Bạn bè tôi mà rủ đi ăn nhà hàng là tôi đề nghị ăn cơm điêu, anh chia sẻ.